Đi đâu rồi mà tiêu à? Hẹn giờ này chưa về. Chiến hữu rót ra nhậu cái coi. Tôi nhậu tôi mới hành ra được. Mày mới đi làm về đó. Tôi đi làm mới về. Biểu coi, tiền đâu? Đưa đây. Tiền của ông nè, ông cầm lấy đi. Mày đi hai đêm, đem về mấy đồng bạc đẻ là sao mày? Tôi nhục ê chề đã xóa hết đường về của tôi. Tôi làm nô lệ cho ông. Ông còn muốn gì nữa chứ? Tao không cần tiền. Tao không cần tiền. Tao chỉ cần mày yêu tao thôi. Chỉ có yêu tao mà mày làm không được. Tiền tao để cho các nhà băng. Tao để cho các nhà băng ở chợ gạo này. Nhưng tao phải đài đỏ mày. Tao đài đỏ mày cho thỏa lòng căm tức của tao. Mày nhưng biết không? Sao tôi cũng có con với ông mà. Con của tao. Con của tao. Mày tưởng tao không biết hả? Mày tưởng tao không biết à? Đó là con của thằng Quách Dương. Mày có thai 2 tháng với nó khi về với tao, có phải không? Tôi không nói chuyện với ông nữa. Đi đâu đó? Tôi đi dạo với con của tôi. Con của mày à? Con của mày. Tao đã cho người quăng nó bờ sông chợ gạo rồi. Mà ngươi, tao nhắc lại một lần nữa cho mày nhớ. Con của mày, tao đã cho người đi quăng nó xuống sông chợ gạo ra đó mà vớt xác nó đi. Trời ơi, con tôi. Trời ơi, sao nỡ trường ơi, cái số phận ác nghiệt đang cay sao
cho sự độc ác vô nhân mãi mãi nằm yên không trỗi dậy bao giờ. Còn đâu đoạn liệp đi thương chi mình ta ôi xót xa ôi đớn đau anh hỡi anh ở đâu cầu ai hơn cầu thủy chung kiếp này đánh lỡ hẹn không mong gì xung hợp đoàn viên hoàng niên mãi chết chồng nước mắt càng chồng lòng em như vui tìm anh đi Dương ơi. Tài con đói bụng quá à Tài. Tài bây giờ hai cha con mình đi tìm mẹ nghe ba. Bà con cô bác ơi thương hai cha con, làm ơn cho con một chén cơm, chiều nay con thèm phở quá à. Cô ơi cô cho con vài đồng được không? Ba, ba ơi trời ơi cô này có cho cái tờ đỏ đỏ đó. Nhiều quá trời luôn rồi ba. Tờ đó 10.000 cống đỏ con. Ba sợ thử rồi ba. À cũng khá tụi dài dài nè chắc cũng nhiều ha. À cảm ơn người ta đi con. Dạ con cảm ơn cô. Ba ơi ở đằng kia có anh hai á ơi gì ở bên đó. Mình qua đó mình kiếm cơm nha ba. Con nhớ mẹ quá ba. Thôi đi con. Cố gắng đi con. Ba nhớ mẹ con nhiều dữ lắm. Mà nghe nghệ sĩ Lê Minh Hảo, nghệ sĩ Hoàng Dương, ca sĩ Chế Thanh nói là em về nhà của anh Thanh mà anh tìm em hoài không gặp. Anh hỏi thăm gia đình của anh Hải Chí không biết em đâu hết Thuật Quân ơi. Anh hỏi thăm Võ Ngọc Quyền, Trịnh Ngọc Quyền cũng không biết em ở đâu hết. Trời ơi Thuật Quân ơi hiện giờ em ở đâu? Ba ơi, cái chú đó mất tiền ở đâu mà trong đó sâu quá trời luôn kìa ba. Con ơi, mình xin tiền đừng có soi mói con. Tiền ở đâu, móc ở đâu không quan trọng, quan trọng có tiền cho mình là được rồi con. Ba ơi, mình qua bên anh hai này, mình xin vài đồng tối nay mình đi ăn phở nha ba. Có bụng mình no mới đi tìm được mẹ nghe ba. Xin tùy lòng hảo tâm mọi người con, đừng xin trắng trợn quá ngại lắm con. Trời ơi ba ơi, hồi nhỏ tới lớn con mới thấy được cái đồng này luôn nè. Đồng này đồng gì con? Trời ơi nó bự chú lắm luôn, nó ghi số 100. Trăm gì? Trăm đồng hả? Con chưa biết nó tiền này nó tiền gì luôn nữa. Mà sao nó, con thấy chắc nhiều tiền lắm. Để ba sờ mới biết liền à. Ô như tiền đô con ơi. Tiền đô. Vậy hả ba? Ờ. Vậy có tiền đi tìm mẹ rồi ba ơi. Chị bao taxi thì tìm mẹ đi con. Ba kìa, con thấy kìa. Hình như cái cô nào bận áo cam đẹp lắm. Hình như giống mẹ con lắm á ba. Đâu, đi thẳng tiến lên hỏi đi con. Bà con cô bác ơi, có ai thấy cô ca sĩ Thuật Quân đâu không hả chị giùm tôi. Quân ơi hiện giờ em ở đâu? Anh đã bao đêm bao ngày mong ước, ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm. Nhưng ai đã gây cho mối tình tan vỡ? Để tình chung thủy nay đành lỡ là. Anh đã bao đêm bao ngày mong nhớ. Tình ai trong tim có mẹ không? Ta thôi cái cô này đẹp. Nhưng ai đã thấy cho mối tình tàn nhớ. Để tình chung thủy nay đành lỡ là. Em ơi tháng bảy mưa ngâu có cầu thước trăng dài ngân hà chất nữ hội ngựa ngưu lan xa một năm dài xa chẳng có.
còn ăn nhớ em chỉ bằng giấc mong khóc hằng vì ai gieo canh đắng cay để giờ anh xong kiếp đơn côi biết về đâu khi đường tương lai mịt mờ tăm tối mà lối đi về không có ngày mai vì người ta đã cướp đi đôi mắt của anh rồi. Đúng cho bằng tay của giàu tôi đây nè. Thông Quân Quân ơi, Quân ơi, từ bấy lâu nay sống cạnh đơn côi ăn mày cũng có một chén cơm thừa chia sẻ cho con đêm nằm cống kêu lấy trăng làm đèn nước mắt chẳng canh hy vọng mong manh có ngày gặp lại người bạn tình xưa một thời xa cách để chơi bớt đi nỗi sầu cô lẻ cho con gặp mẹ bớt cạnh đơn côi. Quân ơi, Quân ơi, lòng anh nhớ em nhiều. Tiếng vàng kêu sương đất ta bạn chung tình. Quân ơi, mấy năm trời xa cách, tưởng rằng mình đã chết cũng như em đã chết. Nhưng chỉ thương cho con trẻ có làm chi nên thôi mà phải chuyện đó đài trong cái cảnh năng. Quan ơi, anh mong em về để chơi bên cạnh đứa coi quãng đời còn lại tràn đầy ý sống. Mãi mãi bên anh, em là người vợ hiền chung phi, là hơi thở em đêm là anh sáng tinh anh. Cho đưa sáng lá xa cành để cây thương nhớ cành xanh mùa tàn. Đàn kiếu sương hàm tiệc chân mong em rồi thương biệt mày quán ơi. Gương xưa mong được liềm đôi đón mùa xuân mới thương đời nồng say. Thục Quân, Thục Quân ơi, mẹ con, mẹ con. Mẹ, trời ơi mẹ ơi, sao mẹ đẹp dữ vậy mẹ. Ba ơi, sao không giống mẹ miếng nào hết trơn vậy ba? Sao không giống con? Anh ơi, sao con mình nó bự hơn em vậy anh? Uống sữa dôi em, xin bao nhiêu uống sữa hết trơn à. Uống sữa dôi luôn hả? Sữa dôi ở đâu mà uống? Ai, anh như ai kêu con? Ai kêu mình kìa con? Dạ dạ dạ, mấy cô đi kêu qua cho tiền á bà. Nhờ bà con cô bác cứ cho tiền á, cho nên là cha con mình có tiền đi tìm mẹ đó. Vậy là mình có tiền đi taxi về hả con? Chứ lội bộ nãy giờ mà mỏi giò quá con ơi. Dạ. Nói gì hả?